Rồi, cô Hậu xin chào tất cả các em. Hôm nay thì cô Hậu sẽ hướng dẫn cho các em tìm công thức phân tử của ancan thông qua phần trăm của một cái nguyên tố nào đó. Thì đầu tiên, công thức phân tử của ancan thì sẽ có công thức là CnH2n cộng 2 n lớn hơn bằng 1. Được chưa? Thì ở đây thì tất cả các cái đề đều là tìm công thức phân tử của ancan ha. Rồi bây giờ đi vào câu số 1. Ancan A chứa 16% hiro thì cô sẽ hướng dẫn như thế này. Phần trăm H thì sẽ bằng cái khối lượng của hiro ha các em. Thì H là 1 nhân với cái hệ số, cái chỉ số ở dưới là 2N cộng 2. Như vậy là khối lượng của hiro là 2N cộng 2. Chia cho khối lượng nguyên cái phân tử của ancan luôn. Là 12N cộng 2N cộng 2 là 14N cộng 2. Tất cả nhân cho 100% bằng 16%. Đó, thì tính nó rất là đơn giản như vậy thôi. Và từ đây mình sẽ tính ra N. Thì các em bấm shift zone cho cô ha. Rồi, cô ra N bằng 7. Và cô kết luận công thức là C7H16. Chưa? Ở đây thì câu số 2 các bạn làm tương tự cho cô. Bây giờ cô qua câu số 3. Một ancan C tạo được dẫn xuất monoclor, trong đó clor chiếm từng này phần trăm về khối lượng. Thì các em biết rằng là ancan là CnH2n cộng 2. Thì dẫn xuất monoclor tức là em sẽ thế một cái hiro bằng một clor. Như vậy ra cái sản phẩm của em sẽ là CnH2n cộng 1 là giảm một hiro nè, rồi em gắn một clor vào. Được chưa? Rồi sau đó thì chúng ta sẽ có là phần trăm clo bằng phần trăm clo là khối lượng clo là 35,5 chia cho nguyên cái khối lượng tổng là 14N cộng 1 cộng 35,5 là 36,5, tất cả nhân 100% bằng 33,33%. Từ đây thì em sẽ tính ra được N. Và cô tính ra được là N bằng 5. Vậy cô kết luận công thức phân tử là C5H12. Đó, rất là đơn giản ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua ví dụ số 4. Ví dụ số 4 thì một ancan X có carbon chiếm từng này phần trăm về khối lượng thì nó giống bài số 2 đó các em. Thì bây giờ cô sẽ làm luôn ha. Phần trăm của C sẽ bằng khối lượng của carbon là 12 nhân N. Đó. Rồi chia khối lượng tổng 14N cộng 2 nhân 100% bằng 83,33%. Thì phần trăm của nguyên tố nào thì em lấy khối lượng của nguyên tố đó ở phía trên. Đó. Và cô bấm được trong trường hợp này là N bằng 5. Như vậy cô kết luận công thức là C5H12. X tác dụng với lại brom đun nóng có thể có chiếu sáng, có thể tạo ra được 4 dẫn xuất đồng phân chứa một nguyên tử brom trong cái phân tử. Thì cái này cô cũng đã có một cái clip nói về cái phản ứng thế. Phản ứng thế. Thì ở đây cô nhắc lại với các em là C5H12 là mình có 3 cái đồng phân. 5C mạch thẳng nè. 4C mạch nhánh là isobentan. Và thêm một cái neo là hình dấu cộng. Đúng không? Vậy thì với công thức đầu tiên thì trục đối xứng. Trục đối xứng nó ở đây. Như vậy em thấy được một chỗ, hai chỗ, ba chỗ là ba sản phẩm. Và công thức thứ hai thì trục đối xứng là như thế này. Như vậy là em thế được 4 chỗ. Còn công thức cuối cùng chỉ thế được một chỗ thôi. Như vậy thì cô sẽ xác định được công thức cấu tạo đúng của con X là chức này. Đó, thêm hiro vô. Về tên gọi thì em có thể gọi là 2-metin butan hoặc là tên thường là isobentan. Được chưa? Hoặc là công thức này. Đó,
Như vậy chúng ta có hai cái tên là tên thường và tên quốc tế. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái ví dụ cuối cùng là cái bài 5. Một anh canh y phản ứng với lại clo theo tỷ lệ là 1:2. 1:2 có nghĩa là em sẽ bức hai hiro ra và em thế hai clo vào ha. Đây công thức anh can của mình là CnH2n cộng 2 thêm bớt hai hiro thì còn lại CnH2n, và sau đó em gắn hai Cl vào, Cl2 vào. Và đề cho là phần trăm clo sẽ bằng là 83,53%. Vậy phần trăm clo thì ở đây nó có hai clo đúng không em? Như vậy thì mình sẽ lấy là 35,5 nhân 2. Được chưa? Rồi chia cho cái khối lượng của cái phân tử sản phẩm này là 14N cộng 35,5 nhân 2 là 71 ha. Rồi như vậy mình sẽ tính ra N rất là đơn giản ha. Vậy N ở đây xấp xỉ là bằng 1. Bậc 1, vậy thì kết luận công thức phân tử của con Y là metan, là CH4, tên là metan. Rồi, với một cái clip ngắn và đơn giản như thế này là cô đã hướng dẫn xong cho các em cách tìm công thức phân tử của ancan thông qua phần trăm của các nguyên tố carbon hoặc là hydro hoặc là các cái halogen thường có ha. Khi mà ghép trong cái sản phẩm thế của ancan. Cô hy vọng là các em đã hiểu bài, và nếu có gì thắc mắc thì các em comment ở phía dưới, cô sẽ hỗ trợ thêm cho các em. Cô Hậu xin chào tất cả các em và chúc các em học thật là tốt.